Xin chào các bác nhá. Hôm nay chúng ta bàn về cái vấn đề là chọn lồng nuôi như nào cho con chim nó phù hợp với các bạn. Thì nhá, về căn bản ấy thì mọi người đối với nhiều anh em mới chơi chim ấy thì chưa biết chọn cái lồng nào để cho phù hợp với con chim của mình. Thì như em nhá, em chia sẻ nhá. Thì đối với những con chim mộc ấy thì các bác nên chọn những cái lồng nuôi ép mộc, ép bổi ấy. Đây này, lồng nuôi ép bổi là lồng nuôi kiểu đơn này, mà cái này là em ghép vào rồi nhá. Thì em nuôi con này được khoảng độ hơn 3 tháng thì bắt đầu em nuôi ở đây luôn, chờ thay lồng các thứ cho trong bên trong này luôn cho nó khỏe các bạn. Thì bắt đầu đến thời điểm là ra Tết thì bắt đầu xách đi chơi con chim đấy, lúc đấy nó vừa ôm lông này, vừa gọn. Và thực ra các bác muốn thay lông thì các bác cứ áp dụng như này cho em cũng được này. Ok, tách riêng ra, không cho nhìn mấy mặt những con chim khác. Thì để những cái con mộc tương lai có tố chất của mình ấy, thì sau cái thời điểm thay lông xong ấy, thì bắt đầu nó ok hơn. Thôi nhá, quay trở lại vấn đề là chọn lồng nuôi. Thì đây, đối với những con chim bổi ấy, mới về nhà ấy, mà bẫy từ rừng mới về ấy, thì các bác nên chọn những cái lồng nuôi này, ép bổi này này. Vì sao chọn những cái lồng này thì bởi vì nhá, cái này nó cái không gian nó chật hẹp thì con chim nó ít bay nhảy, với cả các bác trùm được tất cả ba mặt này, với cả con chim chống được những cái hiện tượng là ngoái ngửa các thứ. Chứ các bác về các bác nuôi luôn ra cái lồng to thì cái tỷ lệ ngoái lộn các thứ là cái tỷ lệ đấy là rất là cao, kể các bác thuần được rồi thì nó sẽ sinh cái tật đấy luôn. Còn cái thiết kế của nhà thiết kế đối với những cái lồng này thì trên cái đan kép này này, con chim nhá nó rút ra như này nó không bị sứt đầu sứt mặt, bác hiểu cái vấn đề đấy không? Đấy thì nó hạn chế được hơn. Còn những cái con chim nào nó nhát cực kỳ nhát quá ấy, thì các bác em khuyên thật các bác này chọn những con chim này, đối với những con chim này này các bác này nhìn nhảy nhá, đấy nó nhảy như này này, nó không phải là nó rúc đầu vào những cái khe lồng mà nó chạy ra đâu, nó chui ra đâu. Nên chọn những cái con chim bổi mà nó nhảy nhảy khôn ấy. Các bác hiểu nhảy khôn rồi thì không, thì chọn con chim là nó chỉ bám vanh thôi, nó không đâm đầu ấy, thì nên chọn những cái con đấy. Thì đối với các bác thì ra hiệu chim các thứ bắt ra, lúc các bác mà bắt từ trong cái những cái hộp các bác nhốt ra thử một lồng riêng, các bác sẽ chú ý giữ trùm ba mặt như này, các bác ngồi thật xa xem cái phản xạ của con chim như thế nào, bắt đầu từ đó mình lựa chọn được con chim nó hay hơn. Chứ bây giờ mà nuôi về các bác nuôi về mà đâm đầu sứt mặt sứt nét các thứ nhìn cảm giác là nó sót con chim lắm, với cả cái thời gian nó mọc lông ở trên những cái chòm đấy nó rất là lâu. Thì khuyên nhá, trong cái thời gian khoảng độ từ lúc chim mới về cho đến khoảng độ 3-4 tháng ấy, các bác nên dùng những cái lồng này này, kể cả xách đi đâu hay cho tắm tiện đấy. Bởi vì nhá, cái cầu của nó ngang tầm như này thôi này, các bác này ngang tầm với cái lồng cửa tắm, các bác chỉ đuổi nhẹ sang là nó bắt đầu tập tắm. Chứ các bác đối với các bác dùng những cái lồng 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 đấu các thứ ấy, thì những cái lồng đấy nó rộng hơn, nó size 17 này, 19 này, còn cái form nhỏ là form 15 rồi. Thì nó có trên những cái tầng cao thì nó có cái tầng cao hơn ấy, con chim nó hay đậu trên cái tầng cao nhất thì nó khó dẫn đến cái tình trạng là các bác sang lồng tắm như thế thì nó sẽ khó thuần cho con chim. Thì đối với những cái lồng này các bác chỉ cần áp dụng cho em là một cái cầu đơn với một cái cầu 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 dài này với một cái cầu đơn nhỏ phía trên thôi, là các bác thoải mái các bác nuôi. Hôm nay em lại ở đây, các bác chờ em một tí nhá, để em lấy cái cầu này cho các bác hình dung dễ này. Đây này các bác ơi, đây này, những cái cầu 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 nhỏ đơn như này này đấy, thì các bác lắp vào trên phía trên này này đấy, lắp vào trên phía trên này, các bác chùm hết tất cả các mặt của con chim ba mặt lại thì bây giờ các bác nuôi cứ ép dần thì nó cũng nhanh thuần thôi mà các bác. Thực ra thì đối với cái vấn đề thuần con chim thì nó cực kỳ là dễ luôn. Đây còn đối với những cái con chim mà bắt đầu gọi là thuần và siêng tắm rồi ấy, thì các bác nuôi ra cái lồng này giúp cho em nhé. Đây này, em lấy ra cho các bác xem luôn này.
Đây, khuyến cáo với các bác luôn, nên dùng những loại lồng như thế nào phù hợp. Đây, hơi gần quá. Đây, để kéo. Đây, cho các bác xem luôn. Đây nhá, đây là cái form lồng em hay sử dụng. Form này là lồng lồng đấu giả thái. Đây, các bác xem em sắp xếp này. Đấy, đây, quay tổng thể cho các bác xem một lần. Đấy, nặng đây. Đấy, thì các bác nhá, chú ý những con chim mình nuôi như này này. Thì các bác này, từ móc biết cái thứ này, móc chúng ta bố trí phải song song giữa hai cầu này, cầu chính và hai cầu phụ của em này, và song song để lúc cái thời điểm mình treo lên dàn ấy, thì con chim nó có độ nhảy, có chỗ để nó đấu. Thường thường thì các bác hay đặt hay vặn cái nóc lồng ở trên này này, hay vặn ra phía trước này này, để thẳng với cái hướng lồng này, thẳng với hướng cửa lồng. Nhưng em khuyên các bác nhá, các bác nên đặt song song ngang như thế này này, và bố trí cầu như thế này cho em nhá. Bởi vì cái thời điểm mà con chim của em nó biết tắm rồi ấy các bác ạ, đây này, thì nó thoải mái, nó nhảy ra cái cửa chính này này, thì nó ra tắm bình thường. Thì đối với các bác, nhiều bác nuôi chim mộc về, các bác nhốt vào lồng này luôn, thực ra đuổi nó ra tắm thì vất vả lắm các bác ạ, cực kỳ vất vả luôn. Đây, các bác xem em bố trí cầu đây. Thực ra thì tùy từng nước chơi của con chim thì các bác có thể bố trí cũng như là chọn cái lồng phù hợp, nhưng mà em khuyến cáo các bác là nên chọn những cái lồng như thế này thôi. Cái lồng này thì nó cũng rẻ thôi, tầm hơn triệu các bác. Các bác đặt trên mạng ấy, thì những cái anh hay sản xuất lồng chim ở lồng chim vác hay cái gì ấy, thì mấy anh đấy cũng hay có những cái mẫu lồng đẹp, các bác sưu tầm về. Thực ra này, cái mẫu lồng này nó rất là tiện. Những cái này này khó, không có chạm đục hay khác gì. Ngày xưa em hay chơi những cái lồng chạm ấy, thì những cái vấn đề đấy nó đi giao lưu hay là làm gì ấy, nó cực kỳ phức tạp. Bởi vì nhá, nó đi va vào đâu nhỉ, gãy chân lồng này là một này, gãy những cái móc miếc cái này này, thì nó mất cái gọi là cái vẻ đẹp của lồng đi. Đây này, cái chân đáy lồng này bây giờ lại bố trí này, kiểu lồng súng ấy, thì bố trí như thế này cho nó hợp lý. Đấy các bạn, vì đi nhá, va vấp vào đâu thì thoải mái, nó không lo sợ về cái vấn đề là gãy chân lồng hay là gì. Đấy là cái trường hợp là không may thôi các bác ạ. Đây này, còn dưới cái này này các bác nhìn thấy không, có những cái đường trắng trắng này này là em bố trí cho con chim ấy. Ví dụ như là con nào hay xuống lấy lồng ấy, thì bố trí ấy, cho những cái kiểu như thế này, găng cước vào. Thì cái trường hợp đấy thì nó tránh được cái tình trạng con chim xuống bố lồng nhiều. Cái lý do mà xuống bố lồng ấy các bạn, thì do như thế này này, để một số thì do cái cám của con chim, là cái cám nó hạt tròn ấy, thì nó hay rơi xuống đáy lồng, thì con chim hay xuống dưới đấy nó nhặt. Còn thực ra thì đối với những ai hay chăn cào cào quen thì biết, hay là những con sâu con dế thì nó ăn, nó gấp trượt đi, nó hay rơi xuống đáy lồng như này, thì nó hay nhảy xuống đáy lồng nó ăn. Thì đấy cũng là một cái vấn đề của chim, nó hay xuống đáy lồng. Còn đây em cho các bác xem tổng thể chiếc lồng đấy, bố trí như thế nào nó hợp lý. Đấy, nên nuôi như thế này nhá các bác này. Đấy, nuôi chim nó hợp lý. Còn nhá, các bác chú ý này, đối với trong cái thời gian nuôi chim ấy, thì các bác này chịu khó, ví dụ như là hiện tại thì em đang cho con chim trong lồng ra tắm rồi ấy, thì bắt đầu em đánh sạch những cái cống kiếc này nhá, cầu kiếc này này, nó sạch. Thực ra thì các cụ có câu nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm mà, nên các bác nhớ điều đấy. Thì ở đâu cũng thế đó, con chim nó căng lửa được thì cũng nhờ nó một phần nào đó. Thực ra ở sạch thì nó tốt hơn, tránh những cái tình trạng là dẫn đến cái tình trạng những cái con vi khuẩn không tốt và không có lợi, nó xâm nhập vào cơ thể con chim, dẫn đến tình trạng con chim sức khỏe nó yếu, không thể lên lửa được, và nó hay bị đi ngoài. Đấy, còn đây
Trên đây là những cái hướng dẫn này, cũng như là cách bố trí. Còn những cái cống này này em giấu vào phía đầu ngoài này các bác này, vì nó phù hợp với cái độ chuyển của con chim. Ví dụ con chim chuyển từ đây sang đây này, thì nó dễ, nó nhảy nó đấu hay hơn. Nhiều bác bố trí cống này thì nó hay vào ấy. Các bác nhớ nhá, những cái cống này này các bác nên bố trí lên phía trên cao này này, tránh cái tình trạng mà con chim nó hay quen xuống phía dưới đáy đáy này này, tầm dưới này, để nó ăn thức ăn. Thì trong cái tình trạng thi đấu thì con chim nó hay hay bị mất điểm ở cái chỗ đấy, nên các bác nhớ điều đấy. Còn thực ra thì bố trí lên như thế này cho nó hợp lý hơn. Thôi chắc em kết thúc video tại đây thôi. Thì qua cái video này thì em cũng mong muốn được các bác là các bác xem xong video ấy, thì các bác chọn được cái lồng phù hợp cho mình, cũng như nuôi dạy con chim cho nó tốt và hợp lý. Mong muốn của em thì thực ra thì các bác nào xem video của em thì cũng mong muốn các bác là nuôi chim khỏe mạnh, tránh bị những cái tật lỗi này, tránh bị những cái khuyết điểm không đáng có đối với một chú chim trà màu trong cái lĩnh vực là nuôi nghe hót, hoặc là nghe mạng chúng ta mang đi đấu, hoặc là mang đi mồi. Thế thôi, chắc qua video này thì nếu các bác nào thấy video này hay và bổ ích thì cho em xin một like này, một like này ở dưới, ở phía dưới này này, like này, một comment này, ví dụ có câu hỏi gì hay những thắc mắc gì cần góp ý thì các bác vui lòng comment phía bên dưới cho em nhé, để cho em kịp làm những cái video cũng như trả lời các bác nó kịp thời hơn ấy. Thôi nhá, chào các bác này, không dài dòng nữa đâu các bác ạ. Rồi, chúc các bác có những chú chim mạnh khỏe nhá. Rồi, bye bye.